Ok, chào mấy anh em. Mấy anh em nghe mình nói chưa nhờ? Chào mấy anh em nhé, chào buổi chiều. Rồi, anh em nghe mình nói chưa? Anh em nào nghe mình nói cho mình xin comment nhờ. Ok, chào mấy anh em. Ok anh em, chào anh em. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói một tí về các tin tức ở bên Mỹ nha anh em. Lý do mà sáng nay mà mình cho anh em một cái lệnh sọt á là do các tin tức ở bên Mỹ. Và ngoài ra thì một ít về phân tích kỹ thuật nữa. Nói chung là có một ít phân tích kỹ thuật nhưng mà chủ yếu là do là cái chuỗi tin tức từ bên Mỹ liên quan tới Fed anh em. Và vấn đề lãi suất thôi. Với lại cái thôi đợi anh em vô đông đông rồi chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện hôm nay của chúng ta. Rồi, anh em đợi tí nhá, chúng ta lượn lượn một tí, đọc tin tức một tí. Ok. Chưa khớp tay bơi á. Thì kèo bi là bi nó vẫn còn chưa chạy mà mới có đâm đâm xuống một tí xong giật lên thôi. Đối với mình một cái nến như thế này là nó chưa chạy, nó vẫn đang là trong cái vùng xe quay thôi. NIE ETC NIE đối với mình thì khả năng trong ngày hôm nay, trong ngày hôm nay hoặc là vài ngày nữa NIE nó sẽ về lại cái giá 14 đô nha. NIE nó sẽ về lại cái vùng 14 đô hoặc sâu hơn có thể là phải 13.6 13.6 13.7 đấy. Ở vùng này mấy ông không nên mua thêm NIE nhá, mấy ông đợi cho nó rớt đi. ETC tạm thời chưa mua được nha. ETC tạm thời chưa mua được. Vẫn đứng ngoài đợi thôi.
Chuỗi ba cây nến H4. Đi mới mốt 16.6 ở đây. Rồi bây giờ ông cài một cái stop loss ngay chỗ 15 đô đi, nếu mà nó lủng 15 đô chúng ta sẽ đứng ngoài stop loss, stop loss đứng ngoài. Còn nếu ông cảm giác là ừ cái chạc này nó rớt vào vùng 14 đô này nó bật lên mà ông vẫn còn chịu được á thì ok gồng, mà lời khuyên của mình là sai cắt thôi. Ok, chào mấy anh em. Giờ mình lên lon được chưa? Hiện tại mình đang sọt. Hiện tại mình đang sọt nha. Ok, mình sẽ nói một tí về lý do tại sao mà ngày hôm nay mình sọt. Để mình nói một tí về lý do tại sao ngày hôm nay mình sọt nha. Thì đầu tiên á, là tối ngày hôm qua lúc mà khoảng 1 giờ chủ tịch Fed họp, ông Powell cùng Powell họp ha, thì cũng nhắc về cái câu chuyện là sẽ tăng lãi suất trong tương lai khoảng là 0.5 điểm, ủa 50 điểm là nó sẽ là 0.5% á anh em. Thì đây là một tin tức rất là lớn ha anh em, đây là một tin tức gọi là một cái lời đồn khá là to đấy. Đó là lý do mà tại sao ở thời điểm hiện tại sáng nay khi mà mình mua một cái sóng hồi lên nhưng mà mình vẫn đánh xuống. Rồi mình sẽ nói ở trên chạc, đối với chạc BTC ấy, thì ở thời điểm hiện tại anh em sẽ thấy là ở đây nó đi một cái kênh giá mở rộng ha, và sau đó sau khi mà nó đi cái kênh giá mở rộng này xong thì nó break xuống, và ở thời điểm hiện tại giá đang gần như là ở phía trước này không có back test, và ở đây là cái lần back test đầu tiên, đây là lần back test đầu tiên, nên là đây là lý do tại sao mình cho anh em đánh xuống chứ không phải đánh tăng, là tại vì mình đang đánh theo cái mô hình ha, mình đang đánh theo cái mô hình
mà mình có vẽ cho anh em hồi buổi livestream ngày hôm qua. Là thay vì nó như hôm qua mình nói á, lên cái cạnh trên này mình sẽ chốt bớt ra. Rồi nếu mà cái trường hợp mà nó rắc cái cạnh trên này thì mình sẽ đánh tăng. Còn hôm nay nó không rắc cạnh trên và nó đâm xuống và nó rắc cạnh dưới. Thì bây giờ mình sẽ đánh xuống nha anh em. Mình sẽ đánh xuống. Và sáng nay anh em nào nói là ừ tại sao mình cho cái kèo spot con BNB mà bây giờ mình lại con sọt. Ok, mình sẽ nhảy qua con BNB mình nói nhanh cho anh em luôn. Để anh em đỡ phải thắc mắc là tại sao ừ. Lúc trước thì mình con long giờ mình, ủa lúc trước thì mình mua kêu mua spot giờ mình con sọt. Thì cái lý do mình kêu anh em mua con BNB này là lúc đó mình thấy cái chạc nó đi như thế này. Anh em thấy không ta? Mình thấy cái chạc nó đang đi như ở trên màn hình anh em thấy ha. Là nó đang đi tới đây thôi nè. Thì đây là một cái tín hiệu nó break out cái trendline ở đây. Nó break out cái trendline này và nó giật lên. Thì ở đây mình cho anh em cái entry ở đây là mình cho anh em mua sớm. Và anh em gồng đánh lên và stop ở đáy này. Ở cái đáy dưới này 394. Stop loss ở cái đáy 394 ha anh em. Đấy. Còn bây giờ sau vài ngày khi mà chạc nó chạy. Như thế này. Tối ngày hôm qua Binance nó chạy như thế này. Thì ở đây là nó đi vào lại cái trendline ha và nó vẫn nằm dưới trendline và nó nằm dưới tất cả các line ở trong hệ thống của mình. Và ở trên khung lớn hơn, khung D1 nó cũng chạy dưới line. Chạy dưới line như thế này thì ở đây á mình sáng nay mình đã cho anh em một cái lệnh short. Và mình kêu anh em những anh em nào đánh spot thì kéo stop loss lên cái vùng 399 399 400 này rồi đợi. Đó là lý do là tại sao mình lại kêu như vậy. Thì cái vùng này nó vẫn chưa phải là cái vùng chúng ta cắt lỗ của lệnh spot. Mình kéo lên đây cắt lỗ đúng không? Chưa chạm để mà chúng ta có thể cắt lỗ vùng spot. Nhưng nó lại có một cái entry để mà chúng ta short. Ở đây mình đang thấy là có một cái entry để mình có thể short nè. Sáng nay mình thấy như thế này. Đây là những thứ mà sáng nay mình thấy. Mình sẽ mở qua khung M1. Đây là thứ sáng nay mình thấy nè. Mình thấy một cái trendline nè. Sáng nay mình vẽ nó như thế này. Mình thấy nó rớt xuống dưới cái trendline nè. Hệ thống mình báo xuống nè. Thì mình cho anh em short. Đấy. Đấy là lý do tại sao mình call anh em short. Trong khi mấy bữa trước mình call anh em long. Đơn giản là tại vì thị trường nó thay đổi. Và mình bắt buộc mình phải đi theo thị trường. Nên là mấy ông nào nói kêu mình là trước sau bất nhất á, thì mình cũng chịu. Đơn giản là ở đây mình không có vẽ chạc, mình đánh theo thị trường nó chạy sao mình đánh vậy. Ông nào mà muốn chạc nó phải đi theo ý mấy ông rồi này kia thì có lẽ là tôi không vẽ được. Xin lỗi anh em, mình không đủ trình. Vẽ sao mà chạc đi vậy thì mình không đủ trình. Mấy ông có thể qua kiếm những admin khác, những group khác để mà kiếm ha. Rồi, đó là lý do mình nói nhanh một tí như vậy. BTC và ETH phân định của các sàn đang âm sao ship cho sọt. Chạc cho sọt thì mình đánh sọt, đơn giản vậy thôi. Hệ thống của mình không có phân định luôn đó. Mình méo cần biết phân định là cái gì hết. Lý do mình giải thích cho anh em rồi đó. Đơn giản là chạc cho mình sọt thì mình sọt. Cho mình một cái vùng entry đó mà mình sọt, đơn giản vậy thôi. Bây giờ anh em hỏi mình tại sao funding nó giảm? Nó giảm hay nó tăng vậy đó mà mình lại cho anh em sọt. Chạc nó cho mình sọt, đây nè. Nó cho mình sọt thì mình sọt thôi. Mình sọt rồi mình đợi một lên cái stop loss mình, hai lỡ xuống nó ăn tơ bê mình thôi. Xíu thử đánh BO bên trên bên Pancake Swap á. Mình không có đánh BO nha. Mình không có đánh BO. Mình không đủ trình đánh BO. Mình đánh future ra quen rồi, mình đánh forex quen rồi, mình không có quen đánh BO.
ông nào giỏi thì tới mới ô với tôi không đủ giỏi. Tôi đánh cái gì tôi đánh ăn được thì tôi đánh, còn cái gì tôi đánh không ăn được thì tôi nghỉ, đơn giản thôi. Hiện tại thì mình vẫn sẽ nằm sọt nha, sau cái cây giật lên như thế này của cả Binance và cả BTC nha anh em, mình vẫn sẽ nằm sọt. Khả năng là nó sẽ còn giật một cây lên cái line màu xanh dương này là vùng 41 đô nè, đối với BTC nha. Đối với BTC khả năng là sẽ còn giật một cây nữa lên 41 đô. Còn nếu trường hợp nó lên nó hên mình thì thôi chịu. Moonbeam đứng ở góc nhìn của mình ở vùng này đang là vùng hỗ trợ nha, đang vùng hỗ trợ trên line. Nếu mà nó gãy cái chain này thì chúng ta chạy, còn nếu không gãy cái chain này thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh tăng. Thì bây giờ chúng ta đợi thôi. Bây giờ đối với con Moonbeam thì cứ ngồi đợi, đối với mình anh em spot thì cứ ngồi đợi thôi, tại vì anh em spot có quyền gồng, còn future thì không có quyền gồng. Hai cái khái niệm rất là khác nhau, hai trò chơi cũng rất là khác nhau nha. Cái mùa lên mùa xuống. Con biết đâu khả quan chưa? Theo mình thì gần như tất cả các chạc nó đang bị chi phối bởi tin tức rồi. Ở cái vùng này đang rất là khó chịu nếu mà anh em chơi. Chạy biết đau vẫn ngon nha, vẫn chơi được. Chạy biết đau vùng này chơi được. Đây này có cái chain line này, nó đang nhú lên trên chain line nè. Có thể chơi được nha, múc được. Hai đô có ngày về không? Hai đô có ngày về không? Mắc kẹt up thì may ra về được. Mắc kẹt up thì may ra về được. Còn mắc kẹt đang khó chịu như ở thời điểm hiện tại thì mình chưa biết. Ở đây thì cái chạc này mình vẫn sẽ đánh tăng được, vẫn đánh tăng được nha. Đánh tăng được và stop loss ngay đáy luôn là 0.123, 1213 nè. SWG với cái cây này thì mình cần thêm thông tin. Ở cái cây này mình đang thấy là con này là một con gần như không có volume và chỉ có những đợt bơm xả thôi. Con này không nên chơi. World game, game phi à? Theo mình thì không nên chơi. Chạc này quá ít thông tin. Chạm trend rớt, nó đi lên trên cái trend này thì may ra mình sẽ mua, còn bây giờ thì không mua. Bây giờ thì sẽ không mua nó nữa.
cái con ra re này, con ra dắt e này té đi, nó sẽ chia 4 nữa nha. Ừ, giờ 0.0028 luôn nè, chia 10, chia 7, chia 10 gì đó. Mới hôm qua lướt Twitch, người người nhà nhà BTC 50k, ngủ dậy cái cũng những người đó BTC 34k. Thì hôm qua mình cũng kêu ừ có khả năng là BTC sẽ tăng đấy, nhưng mà mình không có đoán, mình chỉ cho anh em một cái plan nữa mà anh em gồng gồng lon thôi. Mình cho anh em cái plan plan mình gồng lon thôi. Chứ mà bây giờ mà đánh đánh dài hạn, đánh swing lên thì mình chịu. Ngay cả ngày hôm qua mình cũng phải cắt cắt con bay BNB mà. Cái lệnh con BNB mình cũng phải cắt mà. Tại vì sao? Nó đi rất là khó chịu. Cả một ngày ngày hôm qua BTC tăng nhưng mà con Binance nó không tăng. Mình phải chấp nhận câu chuyện đó thôi. Thì mình cắt, mình đứng ngoài, mình đợi. Lưng khá to. Ông này gãy chè. Con này không nên chơi. Nếu chơi con này thì chơi theo cái dạng xổ số, múc ít thôi. Tầm 5% tài khoản thì chơi. Nó chạy xong, có khả năng là ở đây nó chạy xong rồi, nó ra tin rồi thì không nên chơi nữa. Con Prosper xổ số theo mình là té đi. Ừ, mình thấy chán rồi, mắc kẹt như thế này chán lắm rồi, té BTC không biết về đâu, mấy con top 1 cũng không biết về đâu cả, cứ xoay quay mấy ông thấy á, mấy bữa nay á, mình đánh toàn đánh future không à. May ra hôm bữa có con Binance này là mình mua cho anh em mua spot thôi, mà mình sáng ngày hôm nay mình cũng kêu anh em kéo stop rồi đó. Mình đây có cảm giác bắt kẹt không có ngon hết, ngon hôm bữa nó đẩy lên một cái xong rồi nó bắt test xong rồi nó đẩy tiếp ngày hôm qua thì mình còn thấy ừ còn được được còn ổn, nhưng mà qua tới ngày hôm nay thì mắc kẹt nó đi như thế này, mình không muốn chơi nữa, mình không muốn chơi với thị trường nữa, mình muốn đứng ngoài. Chứ mắc kẹt như thế này rất là khó đánh, có đánh thì nhiều khi dễ bị vật. Rồi tôi lại bị vàng nó vật rồi, bay 19 đô sáng ăn 20 đô BC. Ủa bay nền giờ bay 19 đô vàng. Sếp xem giúp em nốt con này em cảm ơn. Trên music nó xong rồi bà ông, cái trên music này nó đâu có lạc, nó chỉ là một cái tweet của ông Czech thôi mà. Con này không chơi được, chạy kiến thức này thì mình chịu, né ra ông ơi, chạy kiến thức này chịu sao mà phân tích được. Nó lấu giật lên cây xong rớt, giật lên cây rớt, giật lên cây rớt, chịu
Ông thích mua xổ số, ông nghĩ là ở đây giật lên cây thì ông mua. Chứ với cái chạc như thế này sao tôi biết là nó sẽ đi đâu mà dạng mô hình này là dạng mô hình 50-50, có khi tỷ lệ thắng thấp lắm. Mình không có chơi. Sếp, hôm nay có muốn diễn viên nào tạo content nữa không? Cái này thì mình chưa biết nha. Tôi không biết hôm nay có ông diễn viên nào ông vô ông tạo content cho tôi không. Anh em đánh sọt hay đánh lon là anh em tự quyết định nha. Tại vì nếu mà mình coi anh em á thì mình đánh theo cái kiểu quản lý vốn mà nó khác lắm. Mình chơi thì mình chấp nhận cắt lỗ, thua thì mình cắt lỗ. Con SRM này khả năng nó sẽ giật lên một cây nè, khả năng nó vẫn còn sẽ tăng lên chỗ 2.7 này xong rồi nó mới giảm giảm lại. Em định short zone. Mình thấy cũng được á. Tuy là mờ hồi nãy mình kêu là không được nhưng mà mình thấy con show này shop cũng được đấy, shop top ở trên đây luôn nè. Không thì top ngay, nếu top hay Elliot thì top ở đây 105.8, 105.8 mà sọt xuống gặp đợi mấy ông nào đang đang hôn BNB spot á, tôi khuyên là bây giờ té tạm té đi. Tạm té đi coi 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 thị trường như thế nào cái đã. Tôi thấy nó hơi hơi gớm, hơi hơi gớm rồi đó. Nó rất là gớm. Những cái chạc này tôi không muốn chơi. Tôi chỉ muốn chơi sọt thôi. Bữa tôi lỡ tôi coi mấy ông con BNB tại vì nó break out trên đây nè. Tôi ham quá. Cái trên line nè, bây giờ nó lên nó phát một cái xong nó đâm đâm như thế này thì tôi cũng chịu, tôi cũng ạ với nó. Tôi thấy là bắt đầu chúng ta chuẩn bị đi câu cá được rồi đó phải không, rồi ở đây chúng ta chuẩn bị đi câu cá đây mà chứ mắc kẹt như thế này thì sau cái cú sọt này khả năng tôi cũng phải đi câu cá mới được. Tôi bơi sọt xôn nữa. $86, 93 đô, 93 tô đô target 1 nè, 84 đô target 2. Ủa, xôn sọt ngon quá ta. Nếu phải đi câu cá thì câu trong bao lâu á, chưa biết, câu vài tháng hoặc là vài tuần. Sao mà không có con GMT chắc cũng về 50 á, có thể. Bây giờ thị trường như thế này thì tôi cũng chịu, con son này ở chạc khung lớn khung đơn một nó không cho mua được luôn nè. Đơn một này nó cho rất là rõ ràng là lệnh giảm nè. Quá mệt mỏi mấy anh em ạ. Mấy con vàng nó pha ke tôi.
vô lon cái nó giật xuống. Vô lon cái nó giật lên xanh cái nó giật xuống anh em. Đây để tôi show lệnh cho mấy ông. Đây con vàng đây, tôi đang lon. Hồi nãy tôi lon ở đây tôi tưởng nó rắc ao nè, nhưng không. Nó giật giật lên đây, rớt xuống. Bắt tôi phải gồng lỗ mấy ông rồi. Mấy con này nó cứ bắt tôi phải gồng lỗ nó mới chịu. Chắc đánh lên đây thôi. 3200. Rớt xuống hơi chua. Hiện tại thì ăn 50 đô cũng là ngon rồi. Có ông ở trong group, không biết ông Android đi ông có đang xem livestream không, nhưng mà ông hỏi ừ xong nhìn mặt tôi dâm thì tôi không biết trả lời sao nữa. Ba mẹ tôi sinh ra tôi như vậy rồi, ba mẹ tôi sinh ra tôi như thế rồi nha. Thấy chạy kênh xe quay mà ship. Ừ. Anh em đợi tôi tí nhé, tôi có điện thoại cái. Xin lỗi anh em. Ok, tôi đây, anh em. Chắc vàng nó lại thịt tôi rồi. Mình nghĩ chắc vàng nó sẽ thịt tôi. Ừ, ăn với crypto xong trả cho cụ vàng rồi. Trả cho cậu vàng hết. Nó xuống nó thịt tôi rồi. Một cây pha ke. Phân tích được mà tự nhiên vô lon chi trời đã bị pha ke ta.
Chưa có diễn viên không khí trầm. Ôi diễn viên gì dịch tầm này ông ơi, tha tôi đi, tha tôi đi, tha tôi đi nghe không. Hôm nay mà diễn viên có vào thì tôi cũng cắt suất diễn luôn. Ừ tôi hôm nay tôi hơi mệt, tôi không có diễn ra đâu mấy ông. SSP á, con SSP cái vấn đề của nó là nó đối với mình là mình đang không biết là nó như thế nào. Mình nói thật về phân tích cơ bản thì mình chịu con này, mình chịu, nhưng mà về phân tích kỹ thuật cơ con này nó chưa có xác nhận cái xu hướng tăng của nó. Đây nó không có xác nhận cái xu hướng tăng của nó, đây nè, nó vẫn đang trong cái vùng sideways của nó thôi. Con này mình bỏ vào portfolio của mình rất lâu rồi, chứ không phải là dạo gần đây nữa. Cái SP này nè, bỏ vô portfolio rất lâu rồi. Đợt trước cái đoạn này là mình có mua một phát ở đây, lên trên đây mình chốt bớt ra, nhưng mà lúc mà nó đâm lại á, mình mua lại á, rớt về đây là gần như mình hòa vốn luôn. Nên là mình đang đang không biết là nó muốn cái gì. Đứng ở góc nhìn phân tích kỹ thuật á, là gần như là thị trường đang không có mặn mà với nó, hoặc là thị trường đang đợi đợi các tin tức tiếp theo của từ cái con này, từ CZ, từ Binance, xem là còn có muốn phát triển tiếp cái con này hay không trong thời gian sắp tới đấy. Chứ nó đang đi rất là khó chịu, muốn mua đó nhưng mà không có xác nhận nữa mà mình mua, nên là mình vẫn tiếp tục ngồi đợi thôi. Về mô hình về phân tích cơ bản hay này kia thì mình không có rành, nhưng mà nếu nói về phân tích kỹ thuật thì đang giang hồ đang không muốn mua nó. Vàng đâm rồi, mình đang thở gấp, mình mới đảo sọt xong đây, để mình lấy cái màn hình đây, anh em cũng đang thấy mình mới đảo sọt xong, đang lời 14 đô rồi giật lên lời còn 7 đô thôi. Biết sọt, biết sọt, ok. Vàng bị vàng bịp với BNB bịp. Ừ hết sức diễn rồi, mình hết. Nói chung là không phải mình không có sức diễn, với lại mình không muốn tạo không khí, mà là kiểu dạo gần đây mình đang đánh future, mình đang đánh forex rất là nhiều, nên là mình đang rất là chăm chút để mình đánh đó. Nên là anh em sẽ thấy là mình hơi mệt, mình hơi bị stress, mình khá là stress. Nên đó là lý do mà tại sao hôm qua ông nội kia ông vào ông nói á, tôi chửi thẳng luôn á, tại vì tôi đánh đã rất là mệt rồi, tôi chơi đã mất rất là mệt rồi chứ đâu có dễ dàng gì đâu. Vô khị 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 là tôi chửi thẳng à. Tính tôi thì cũng chả phải hiền lành gì cho cam. Ngồi xuống stop hình nè, hát vậy xong về giật lên. Vàng lừa rồi. Lừa thì tao kéo sắp ló xuống, lên một cắn. Rồi để đây đi. Đấy, lên mà cắn. 20 đô đấy, lên cắn đi. Cắn mạnh vào. Ngon, lên mà cắn. Cho mày đấy mắc kẹt à. Cho mày lên cắn đấy mắc kẹt à. Anh hướng dẫn về hệ thống giao dịch của mình đang dùng á, hệ thống giao dịch của mình đang dùng chủ yếu là Sonic, cái hệ thống Sonic R. Ok, mình sẽ lấy cái ở trên màn hình mình để mình nói cho anh em luôn ha. Anh em đang thấy, ok, anh em đang thấy những gì mình thấy. Rồi, để mình kéo kéo này qua cho nó đúng chuẩn rồi. Đây.
Ok. Kéo cái này lên cho anh em thấy lệnh của mình nè. Đó, rồi anh em thấy lệnh của mình chưa? Đó, ba lệnh mình đang đang chơi ha. Rồi mình sẽ nói một tí về cái hệ thống của mình. Hệ thống của mình chủ yếu là cái hệ thống Sonic thôi. Nó sẽ gồm là cái đường 34 E, cái đường MA34 ha. Hoặc là anh em có thể dùng EMA cũng được. 34 89 và 200. Đây. Ủa 6 601 chứ, xin lỗi anh em. 601. Ủa 610. Và đường 200 nha anh em. Và đường 200. Đây là một cái bộ full Sonic. Thì đơn giản thì cái bộ này để đánh swing. Đơn giản là bộ này đã đánh dài hạn nha mấy ông. Ừ, bộ này là dùng để đánh dài hạn. Thì mấy ông sẽ đánh dài hạn như thế nào? Đơn giản là cứ dưới cái line 34 ông đánh sọt, trên line 34 ông đánh lon. Đơn giản là như vậy. Còn nếu mà nói rõ hơn về cái bộ này á thì ông phải hiểu về Elliot thì tôi nói may ra ông mới hiểu được. Còn nếu mà ông không chơi Elliot thì thật ra tôi có nói ông cũng không xài được. Ông xài rồi tới lúc ông cũng lủng à. Thiệt. Ông xài cái bộ này mà ông không hiểu gì về Elliot á thì ông cũng lủng thôi. Nên lời khuyên của tôi là ông học xong Elliot đi, ông tìm hiểu về Elliot xem nó có cái gì. Thì ông hãy đụng tới cái bộ này nha. Còn nếu mà ông biết Elliot rồi thì ông có thể comment để mà mình biết, mình nói tiếp. Ông biết về Elliot chưa? Ông lo e nè. Ông cờ lo e hỏi ngôi ship bên vàng mắc kẹt đóng cửa cuối tuần thì lệnh nó đóng hay như nào ship? Nó vẫn gồng cho ông, nếu ông không đóng thì nó vẫn gồng. Ừ, nó vẫn vẫn tiếp tục nó gồng cho ông. Ông vẫn cứ để đó thôi, ông để bao nhiêu tuần cũng được cả. Ông để chục năm luôn cũng được, ông để ngàn năm luôn cũng được, hoặc là ông để cho tới cái hệ tới lúc nào mà người ta không chơi forex luôn cũng được. Ông muốn để tới bao lâu ông để? Sếp chia sẻ lần đầu tiên đi chơi với người yêu nên làm gì á? Méo làm gì cả. Những lần đầu tiên mà tôi đi chơi với người yêu tôi không làm gì cả. Tại vì bây giờ tôi nói ra cho mấy ông rồi, mấy ông biết bài rồi, sau này mấy ông cầm cái bài đó của tôi mấy ông đi đi tán gái rồi sao tôi tán gái được nữa. Mà nhiều khi mấy ông muốn xài cái bài của tôi để mà mấy ông đi tán gái mấy ông cũng không xài được. Giờ tôi nói như thế này, ừ tôi ra ngồi tôi mang theo cái điện thoại, tôi mở lá số tử vi ra, tôi chém gió với gái về tử vi của gái. Ở đây có bao nhiêu ông làm được chuyện đó? Ở đây gần như là đâu có ông nào làm được chuyện đó đâu. May ra vài ông, ừ hiếm lắm. Cái đó gọi là tài lẻ, cái đó gọi là tài lẻ. Thì mấy cái tài lẻ đó người ta sẽ thích. Ừ. Sẽ tạo cho một sự lạ khác với tất cả mọi người khác. Ừ. Theo mình là vậy. Theo mình là vậy. Hai con B là B khó chịu quá. Thôi, qua cho coi vàng đi. Vàng thân yêu của tôi, lúc nào vàng cũng không không lúc nào vàng cũng là người mà tôi yêu thương nhất. Tưởng đâu ship ra vẻ chạc á. Tôi mà ra ngồi vẻ chạc thì gái nó bỏ tôi mất. Tôi mà ra ngồi vẻ chạc thì gái nó bỏ tôi mất phải không à? Mấy ông cho tôi kiếm người yêu với chứ. B-Squad. Ôi dồi ôi, bạn muốn đi như thế nào đây? Bạn khó chịu thế nhỉ? Chắc mắc kẹt lại lừa tôi rồi.
em biết về sóng Elliot rồi, anh giải tiếp đi. Ông mới đọc bên trên Wikipedia đúng không? Ông mới đọc trên Wikipedia đúng không? Kiểu mới đọc trên Wikipedia là về Elliot đúng không? Ok, tôi sẽ lỡ rồi tôi sẽ nói với ông. Ông hiểu tới đâu ông tự hiểu, ông hiểu nhá. Ở cái đoạn này ông sẽ thấy á, tôi sẽ giả định đây là sóng 1, đây là sóng 2, đây là sóng 3, sóng 4, sóng 5 ha. Sóng 3 ở đây. Sóng 4 ở đây. Và đây là sóng 5 ha. Giả định. Tôi giả định với mấy ông là ở đây khu vực này tôi đếm như thế này. Thì mấy ông sẽ thấy là đường giá khi mà cắt lên đường 34 và 89 nó sẽ bắt test lại và mấy ông sẽ đánh lon. Nếu mà nó cắt xuống thì mấy ông đợi nó bắt test lại và đánh sọt. Và bên đây nè, cắt lên nè, rớt xuống đánh lon. Đó. Đơn giản Sonic là nó đánh như thế. Ừ. Chứ mà bây giờ ông mới đọc wiki mà tôi giảng ông một hồi là ông lú luôn á. Ông bỏ cái hệ thống luôn á. Ở cái vùng này khả năng là nó sẽ pha ke nha. Đối với BTC ấy, khả năng nó sẽ đập xuống cái đường line màu xanh dương này của mình là nó đập xuống nó pha ke xong nó giật lên lại nha. Mình dự lên như thế. Còn nó có chạy hay không thì đợi mắc kẹt trả lời. Xếp chỉ thế lại khói không cháy. Chứ mà bây giờ mấy ông hỏi về một cái hệ thống giao dịch, trong một buổi livestream tôi nói hết về hệ thống giao dịch của tôi. Mấy ông thật ra mấy ông có nghe hoài mấy ông cũng không học được thiệt. Tại vì mình không thể nào mà nói hết được những cái trick ở trong hệ thống. Mà thật ra là mấy ông phải tự tìm hiểu, mấy ông phải trải nghiệm qua. Hoặc là mấy ông phải cần có thời gian. Tôi phải để mày nói á, ở trong một buổi như thế này tôi giảng cho mấy ông á, mấy ông cũng quên sạch à, sau này mấy ông có coi lại mấy ông cũng không hiểu gì cả. Và tôi làm như thế rất nhiều lần rồi chứ không phải một lần, rất nhiều người như thế và tôi hướng dẫn trong một hai buổi không có học được. May ra mấy ông dành cho tôi khoảng 3 cho tới 4 tháng hoặc là nửa năm á, ngày nào tôi cũng nói với mấy ông về cái vấn đề này và đợi chạc nó chạy rồi tôi phân tích cho mấy ông từ 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 á, mấy ông sẽ ngấm hơn. Chứ mà bây giờ để mà nói là tôi giảng cho mấy ông trong một buổi livestream hoặc là bây giờ tôi nói cơ bản cho mấy ông á, thì đơn giản là như vậy. Đây nè, ví dụ ở vùng này ha, đường giá đi lên trên đợi bắt test tăng tăng, còn những cái vùng này nó gọi là pha ke nữa thì rất là khó đánh. Bây giờ để mà nói thì sao mà tôi nói hết được. Mấy ông đã nạp lần đầu chưa? Nếu mà mấy ông chưa nạp lần đầu thì nạp lần đầu đi, tôi chỉ cho mấy ông. Mấy ông chơi game đúng không? Mấy ông có chơi game không? Không cần, không không phải game phi nha. Mấy ông có chơi game của Vina, ủa, của mấy công ty Việt Nam nó phát hành không? Có phải là dạo gần đây là mấy ông phải nạp lần đầu không? Chơi game mấy ông còn phải nạp lần đầu nữa thì học phân tích kỹ thuật, mấy ông chứ không nạp lần đầu thì sao mà biết? Tôi dạy mấy ông sao đây? May ra mấy ông phải dành thời gian, mấy ông gặp tôi hàng ngày hoặc là tôi thấy cái gì á, quan trọng tôi chỉ mấy ông, hoặc là mấy ông khi mà mấy ông chay á, mấy ông mất cái gì á, hoặc là mấy ông stuck ở chỗ nào á tôi chỉ mấy ông. Thì mấy ông học nó sẽ nhanh hơn, mấy ông học nó sẽ sâu hơn và mấy ông sẽ nhớ rất là lâu. Tại vì sao? Mấy ông đã từng vấp ngã ở chỗ đó. Mình ngày xưa mình học cũng như thế thôi, chả có thằng nào chỉ cả. Mình nói thật, ngày xưa mình không có thằng nào chỉ cả. Mình tự mày mò, mình tự trải nghiệm, mình cầm tiền, mình đốt.
mình cầm tiền mình đốt nha, mình nói thẳng luôn, mình cầm tiền mình đốt á, mình đốt trong khoảng 3 tháng mình nhận ra một cái câu chuyện, ừ, Elliot nó hoạt động như thế nào, mình hiểu hiểu sơ sơ, gọi là hiểu hiểu sơ sơ á, là market nó hoạt động như thế nào, thị trường nó hoạt động như thế nào. Chứ mà bây giờ anh em hỏi mình, ừ anh ơi livestream này anh nói về Elliot đi, về cái hệ thống giao dịch của anh đi, sao mà tôi nói hết được. Cái hệ Sonic A này là người ta bán á, bán mấy ngàn đô đó ông, người ta bán nha. Tôi là dạng học mót thôi, mình là dạng học mót thôi, mình may mắn mình học mót được, chứ người ta bán là bán mấy ngàn đô đó mấy ông. Mấy ông search YouTube cũng nhiều người dạy mà, có mấy ông đó xem nhiều cho hiểu. Ừ đúng rồi, mấy ông lên YouTube mấy ông học á, trên YouTube nhiều lắm. Vậy Sonic A trời ơi, ở Việt Nam đây đâu đó, tôi sợ thử với mấy ông xem ha. Tôi thấy là ở YouTube Việt Nam dạy Sonic A nhiều lắm. Lý thuyết Sonic A, Jcoin, Underground, Chessy, Mojo, vùng giá trị Sonic A, buổi zoom cộng đồng Sonic A nâng cao. Thế nè, hệ thống Sonic A tư duy cực quan trọng, kiếm lợi nhuận trong dài hạn. Sonic A hướng dẫn từ A tới Z luôn nè, học đầu tư Forex nè, đó. Hát cái video kéo dài 6 phút đéo, tôi méo biết là dạy cái mẹ gì trong đây nữa. Má hay thật. Có cái buổi 1 này nè, 1 tiếng mấy này nè, may ra mấy ông học, mấy ông còn ra cái gì nè. Chứ mà hướng dẫn chi tiết Sonic A kéo dài 6 phút 29 giây thì tôi chịu. Má cao thủ thật chứ. Tôi thiệt cao thủ. Má cao thủ trong cao thủ luôn. Đầu tư Forex A tới Z. Cũng có 2.500 người xem nữa, hay thật. Để tôi vô tôi xem coi có gì. Xin lỗi nha, tôi tắt tiếng đó nha. Rồi, thôi, quay lại đi. Phương pháp trade bằng Forex bằng Sonic R 9 phút. Thực hành trên chạc. Thực hành thì chắc ok. Rồi, nó ra một dạng xe Sonic luôn. Đó, nè, may ra là cái clip 1 phút 42 giây thì may ra, ừ, chắc ok. Tôi nghĩ nha, tôi nghĩ là chắc ok đó. Có đầu tư, may ra còn hiểu hiểu được. Sonic A tư duy dài hạn. Ông này cũng xài gì đây? Volume phê bán hay mua? Khó quá. Nè, tôi thấy người ta hướng dẫn rất là nhiều nè. Ông nào muốn học thì có thể vô học. Rồi, Elliot. Hướng dẫn sống. Nè, 1 phút 48 giây nè. Bài này nhiêu? 9 phút là thôi bỏ qua đi. Đây 1 tiếng nè. Đây 15 phút nè. 18 phút, 21 phút nè. Cách vẽ và đếm sóng Elliot. Coi, tôi sẽ vào đây tôi xem nhé. Để tôi xem ông sử dụng cái gì để đếm. Chạc trắng hả? Cũng cao thủ đấy. Đến cái mẹ gì đây? 1, 2 không đêm 1. Rồi, chưa xác định phía trước rồi, nhảy vô đếm rồi. Hay thật. FPT. Chắc không đánh tăng nữa đúng không? FPT tôi thấy mấy này chạc tăng. Elliot chọn bộ 11 phút. Chọn bộ với tự kỷ Elliot phần 1. Đó, nè, quá trời luôn. Đó, mấy ông muốn học, lên học nè, người ta chỉ hướng dẫn hết nè. Fibonacci luôn nè.
Bài 4 đánh sóng Elliot, khoa học Forex nâng cao thầy Quý Vũ. Lúc dòng tôi thấy người ta dạy rất là nhiều rồi. Giờ tôi mở lớp ra thật ra là tranh miếng cơm của người ta thôi. Đúng, anh em nói đúng. Ủa lỗi, chưa nhận đủ video đi duy trì sự mượt mà. Ờ hết rồi, ngon lại rồi. Mình tắt âm thanh rồi không? Ừ, tắt âm thanh mình vô mình coi có cái mặt mình ở đây nữa chắc là cũng không bị đánh đâu. Làm video phân tích kỹ thuật hệ thống này sếp ơi. Ông cứ ngày nào ông cũng vô livestream của tôi. Ừ, ông cũng vô livestream của tôi ông xem đi. Thì tôi nghĩ nó trực quan hơn là tôi làm một cái video á. Ông biết tại sao không? Là tại vì ngày nào tôi xài cái hệ thống này cho tới bây giờ gần 5 năm rồi. Tôi dùng cái hệ thống này cho tới bây giờ là gần 5 năm rồi nha. Cái hệ thống này tôi đang dùng nè. Ừ, ông muốn học á thì ông cứ vô ông xem thôi. Khi nào tôi thấy cái gì hay hay thì tôi chia sẻ với mấy ông. Hoặc là bữa nào tôi vui tôi cao hứng. Ờ, bạn gái hôm đó của tôi vui vẻ với tôi thì tôi cao hứng tôi chia sẻ với mấy ông. Còn nào tôi buồn thì tôi vô tôi chém gió về về tâm lý rồi này kia. Ông cứ xem livestream thôi. Cái livestream của tôi thì không có lỗ đâu, tôi chắc như thế luôn á. Tại vì tôi sẽ ngồi tôi nói với mấy ông về cái câu chuyện, tôi sẽ đi theo cái chạc BTC để mà tôi nói với mấy ông về cái câu chuyện tâm lý của bản thân tôi, của bản thân anh em, của cả thị trường này. Chứ mắc kẹt nó không có đóng khung. Mắc kẹt nó luôn luôn nó thay đổi. Nó thay đổi hàng ngày. Bây giờ nó thay đổi, ngày mai nó thay đổi, ngày mốt nó thay đổi. Nó di chuyển mà ông, nó động mà. Mình ngồi đây mình chém gió với mấy ông á, mấy ông nghe mấy ông sẽ có được nhiều thứ hơn so với là mình làm một cái clip. Còn về nói về kiến thức căn bản hay gì kia, YouTube có hết rồi. YouTube có nhiều lắm. Nhiều khi tôi làm tôi edit nó lại không hay, tôi lại chém gió không hay nữa. Em A chỉ nên coi là xác nhận xu hướng kháng cự hỗ trợ, còn nếu đúng với người mới thì combo down kháng cự hỗ trợ trên line mô hình Fibo. Đúng rồi, chính xác sếp Quân. Quan trọng là hồi nãy sếp vô sếp nhảy thẳng vô sếp hỏi là hệ thống của mình là nó như thế nào, dùng như thế nào. Nên là mình mới phan thẳng vô như vậy thôi. Chứ mình biết sếp đó là mới mà, nên là mình mới lên mình search Google cho sếp đó đó. Mình mới kêu lên search Google kiếm mấy cái thông tin đó đi. Thì sẽ ổn hơn. Hơn là giờ ngồi đây mà hỏi mình ban thẳng vô đây mấy ông chơi là mấy ông chết hết à. Số A ứng dụng trong sóng Elliot á. Mấy ông sợ đi. Chắc có. Chứ mà bây giờ mấy ông đòi tôi kinh nghiệm tôi mấy năm thì tôi livestream ở đây, tôi livestream free, giống như kiểu là tôi làm vì cộng đồng, tôi làm vui vẻ. Tôi lấy được một cái là tiếng vang thôi. Ở đây hiện tại là có 74 ông xem thôi. Nó đâu có nhiều đâu. Thật ra mấy ông chủ yếu á, mấy ông, mình nói thiệt luôn là đa số anh em ở đây, mình nói thẳng luôn là đa số anh em á thích người cho kèo hơn là thích học. Mấy ông muốn học. Số người muốn học á thấp lắm, ít lắm. Thiệt. Giống như kiểu mấy ông đang thấy nè, view của tôi bảy mấy người thôi, nhưng mà view của mấy livestream khác thì cao hơn nhiều. Mình cũng không ghen tị gì cả. Rồi, mình sẽ nói đơn giản cho anh em ha. Ok, mình khì khì anh em cho vui thôi, mình nói cho anh em cho vui thôi. Rồi, không biết là ship kia còn ở đây không. Không biết ông gì ta, ông Chloe nè, không biết ông còn ở đây không. Tôi sẽ nói đơn giản cho ông hiểu về cái Sonic A nhé. Ông đâu rồi? Ông còn đây không? Ông comment cái tôi nói luôn nè. Tôi nói cái này chắc ông sẽ hiểu. Ông sẽ tìm hiểu, ông bám vào ông đi. Nó sẽ dễ hơn.
view 70 người mà ngày nào cũng xin hướng dẫn hệ thống. Thà 7.000 người đi thì tôi hướng dẫn. Giờ 70 người view không có, tôi ngồi tôi chém gió với mấy ông thôi. Cuối tháng sếp chửi, sao giờ view 70 người em? Tôi biết nói gì với sếp? Tôi biết nói như thế nào với sếp tôi? Ông Kaito lại vào đây bán view dạo. Ông không đi câu cá à? Hôm nay ông không đi câu cá à? Con GLR top lot bao nhiêu? Tôi để coi lại, tôi coi con bay thằng này. Nó lũng cái chỗ này thì top, lũng chỗ 3.6 này thì top, còn không lũng thì cứ gồng thôi, đợi thôi. Thôi tôi về bờ rồi mấy ông ơi. Hên quá, hồi nãy tôi sọt cái tôi về bờ rồi. Vậy mốt lên công ty một kèm một được không? Nếu ship là phụ nữ, ừ. Nếu ship là bạn gái và xinh nữa, xinh thì mình sẽ dạy free. Mình sẽ cầm tay dạy free cho nhé. Nếu ship là phụ nữ thì, hoặc là các bạn nữ khoảng từ 18 cho tới 20 tuổi thì mình sẽ dạy free, cầm tay dạy free cho. Ok. Ship like thêm bên YouTube, Facebook nữa sẽ nhiều hơn á. Ồ. Mình thấy mấy đợt like trên Facebook nhiều, nhiều người xem lắm anh em. Này nhưng không được anh chia sẻ chút Sonic R. Ok, mình sẽ nói về một tí về Sonic. Mình sẽ nói một tí về Sonic ha. Anh em sẽ nhìn thấy như thế này, Sonic á, nó sẽ có một cái vấn đề là mấy ông phải nhìn được đa khung thời gian. Đầu tiên là đa khung thời gian, thứ hai là phải hiểu về Elliot. Phải hiểu về Elliot nha, mình sẽ xin xóa cái chat này đi ha. Ở đây mấy ông sẽ thấy á, là cái hệ thống Sonic này nè, mấy ông sẽ để dùng để đánh swing nha. Tôi nói trước, Sonic là dùng để đánh swing, không phải là để camping. Nếu ông nào camping, né cái bộ này ra. Cái bộ này rất là yếu camping. Được chưa? Ông nào camping dùng Sonic thì ok, tôi không đánh được thì ok thôi. Tôi thì tôi không có giỏi camping lắm, tại vì xưa giờ tôi đánh swing mà, nên là tôi thấy cái bộ Sonic này phù hợp với swing hơn. Rồi, thì cái bộ Sonic này sẽ đánh như thế nào? Mấy ông sẽ thấy á. Tôi sẽ ẩn cái chạc đi nhỉ. Ui, sao cái này nhìn đẹp vậy?